Tú Vinh rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chuyên mục Nấu Giỏi Ăn Ngon của chương trình Sức Sống Mê Công. Thưa quý vị, đối với ẩm thực thì Tú Vinh nghĩ rằng không riêng gì đầu bếp là những người luôn sáng tạo để cho ra những món ngon, mà ngay cả các bà nội trợ của chúng ta cũng luôn biết cách tìm tòi, học hỏi và chế biến những món ăn ngon cho gia đình của mình. Và ngày hôm nay thì chương trình Sức Sống Mê Công cũng mời đến gian bếp của mình một người phụ nữ rất là đảm đang. Và như chị chia sẻ với Tú Vinh ban đầu thì chị sẽ mang đến đây một món ăn chế biến vô cùng đơn giản nhưng mà ngon và lạ miệng lắm. Nên là Tú Vinh đang hồi hộp muốn được thưởng thức lắm đây. Bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng gặp gỡ chị Như Ý, vị khán giả sẽ cùng tham gia với chương trình ngày hôm nay. Xin chào chị Như Ý. Chào chị, chào Tú Vinh. Chào khán giả của chương trình. À, chị Như Ý ơi, bây giờ thì các nguyên liệu ở đây mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho món ăn này rồi. Mà mình thấy hình như là cũng quen lắm, ví dụ như cà chua nè, trứng rồi thịt băm nữa. Thì chắc là món trứng chiên thịt đúng không chị? Không phải đâu Thiên Vinh, hôm nay chị sẽ làm món trứng cuộn thịt. Nghe có vẻ lạ lạ, không biết là từ đâu mà chị thực hiện cái món ăn này, ý tưởng từ đâu ạ? Một dịp là chị đi ăn ở ngoài, thì sau rồi chị thấy cái món này nó cũng lạ nhưng mà nó dễ ăn. Sau rồi từ đó chị về nhà, chị mới làm thử cho ở nhà ăn. Dạ, nhưng mà chị ý cho Tú Vinh tò mò chút xíu nha. Lúc mà chị mới thực hiện thử thì có bị hư không? Hay là làm được lay lần đầu tiên luôn? Hư thì cũng chưa phải là hư. Giống như là cà chua khi mình để vô thì mình phải xào nhanh tay, mình tắt bếp. Thì cái lúc lần đầu tiên thì chị xào hơi kỹ quá thì cà chua nó hơi bị nát. Lúc mà chị thành công với món ăn này rồi thì các thành viên trong gia đình đó có ý kiến gì không? Khi mà chị làm cái món này rồi thì nhất là hai đứa con chị ở nhà nó rất là thích thú, cho nên là chị thường xuyên làm. Sau đó thường xuyên làm lắm. Vậy chắc là Tú Vinh cũng phải thưởng thức thử món này mới được. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu từ đâu đây chị? Bây giờ thì chị sẽ ướp thịt. Chị sẽ nhờ Tú Vinh sắc cho chị hành tây. Hành tây này em sắc hạt lựu ha. Rồi với lại em sắc cho chị một trái cà cũng sắc hạt lựu luôn. Đây, bây giờ chị ướp thịt nha, Vinh sẽ sắc hành tây. Rồi bây giờ chị sẽ ướp thịt. Thì chị sẽ bỏ vô một muối nè, một tí muối, tí đường. Cái này muối với đường mình không cần để nhiều đâu nha em. Nhiều thì chị sẽ bôi mặn. Rồi bột ngọt. Rồi với lại hạt liêu ha. Tiêu. Rồi bây giờ chị sẽ trộn thịt. Không biết là cái lượng thịt mình chuẩn bị là khoảng bao nhiêu gram mà chị? Bữa đây thì chị sẽ chuẩn bị đây là 300 gram thịt. Hành lá Tiến Vinh cũng sắc giùm chị luôn ha. Sắc khúc khoảng đúng rồi, 1 cm. Rồi bây giờ thì chị sẽ bật bếp, xong rồi chảo nóng, rồi xong mình sẽ cho vào ăn vào. Chị ơi, cà chua này thì mình có cần bỏ hạt không chị? Đúng rồi, cà chua Tiến Vinh bỏ hạt giùm chị. Rồi bây giờ chảo đã nóng ha, chị sẽ cho vào ăn vào. Mình cho độ chừng 2 muỗng canh ha. Dạ, 2 muỗng canh dầu ăn. Để cái hành này vô chị xào. Có cần xào hành cho chín hết luôn không chị, hay là chỉ xào sơ qua thôi? Mình phải xào cho chín. Nếu mà mình xào hành cho nó có ngã hơi, cái màu vàng hơi đẹp á, thì nó càng thì cái món ăn mình ra nó sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ thì hành nó đã được rồi ha, mình sẽ bỏ thịt vô. Mình xào thịt chung luôn hả chị hả? Đúng rồi. Rồi bây giờ mình xào đến khi nào mà thịt nó vàng luôn, nó khô lại luôn. À, bây giờ thì hành đã thái xong rồi, mình để ở đây nha. Dạ, cảm ơn em. Ủa vì thì cái phần cà chua này thì sao hả chị, mình có cho vô luôn không? Có em, bây giờ chị sẽ xào thịt, xào cho đến khi nào mà cái thịt này nó chín và nó không có còn nước nữa đó, thì mình mới bỏ cà chua vô. Lúc nãy là Vinh có thấy là chị đã cho gia vị vào trong thịt rồi, thì bây giờ mình có cần phải nêm gia vị lại nữa không, hay là như vậy là đủ hả chị? Như vậy là đủ em, tại vì cái món này nó khô á, cho nên là mình nêm như vậy là nó vừa. Chỉ có xong rồi mình nêm thêm một tí tiêu cho nó tăng thêm hương vị thôi. Rồi bây giờ thịt nó đã khô rồi ha. Bây giờ chị sẽ cho cà chua vào. Chị cho cà chua vô trước. Tại vì khi cà chua mình để vào đây á thì cà chua nó cũng sẽ ra nước. Cho nên là mình lại tiếp tục xào nữa để cho cái nó hết cái nước đó thì mình mới để hành lá. Rồi là mình tắt bếp lên. Rồi, em bỏ hành lá giúp chị. Rất là thơm rồi.
có thêm hành nữa là món ăn của mình có màu sắc bắt mắt hơn rồi đó. Bây giờ em thấy đẹp hơn khi nãy ha. Dạ. Rồi thì bây giờ chị sẽ tắt bếp và bắt đầu đến tông đoạn là mình sẽ tráng trứng. Mình đem vô đây một miếng tiêu nữa nha em. Dạ, một miếng tiêu nữa ha. Ừ, để cho nó thơm. Rồi, mình ý một xíu, nếu như mà nhà mình có em nhỏ thì mình cho một ít thôi để nó không có bị cay. Rồi, thấy là cái phần nhân của mình đã rất là hấp dẫn rồi. Nhưng bây giờ đã xong rồi đó. Bây giờ chị sẽ để sang một bên ha. Dạ, chị để qua bên bếp bên kia đi. Rồi bây giờ chị sẽ bật bếp lên, mình sẽ tráng trứng. Vậy thì trứng này mình có cần phải đánh không chị? Có em. Đánh trứng lên không? Em đập giúp chị hai cái trứng vô tô. Hai trứng vô tô. Ừ. Vậy là một lần mình sẽ tráng hai quả trứng một lượt. Đúng rồi. Bây giờ chị cho một ít nước mắm để cho tăng cái mùi vị của trứng. Sau đó là một ít hạt nêm ha. Rồi và tiêu. À, cũng cho tiêu luôn. Cho tiêu luôn em. Bây giờ chị đánh trứng lên. Như vậy là cái phần vỏ ở ngoài thì mình cũng không có cần nhiều gia vị, chỉ có nước mắm nè, thêm một chút hạt nêm với lại một ít tiêu. Đúng rồi, đơn giản lắm em. Cái món này rất là đơn giản. Rồi bây giờ chảo nóng rồi, mình sẽ cho một ít dầu ăn ha. Mà em nhớ là cho ít thôi, tại vì cho nhiều quá thì cái trứng của mình nó khó tráng. Rồi đây, trứng đã sẵn sàng. Rồi bây giờ chị sẽ đổ trứng vô ha. Trong khi đó thì Vinh sẽ chuẩn bị cái phần trứng thứ hai cho chị ha. Rồi. Với lại em lưu ý ha, là khi mình tráng trứng á, mình nhớ lắc cái chảo cho nó, đặt cái trứng mình cho nó có nó tròn đều, cho nó đẹp. Chứ mình không lắc một hồi cái trứng mình nó méo. Có vẻ như là có thêm một ít nước mắm thì đúng là cái món trứng của mình nó thơm hơn nhiều chị ý ha. Đúng rồi. Rồi bây giờ trứng chín rồi ha. Dạ. Mình lấy trứng ra. Đây. Wow. Thơm quá. Mình sẽ bắt chảo lên bếp, mình sẽ tiếp tục tráng cái trứng thứ hai. Bây giờ trong thời gian mà mình chờ cái trứng này chín thì chị sẽ cuộn cái trứng này. Em cho chị xin cái găng tay ha. Đây. Bây giờ thì mình sẽ cho nhân vào giữa và mình cuộn lại hả chị? Đúng rồi, bây giờ chị sẽ để nhân vào giữa, chị sẽ cuộn lại. Đây, bây giờ bắt đầu tới cái công đoạn khó nhất nè. Rồi bây giờ chị sẽ cắt đôi nó ra. Cắt đôi ra hả chị ha? Cắt đôi nó ra, mình sẽ để vào giữa. Rồi bây giờ cái trứng thứ hai của mình nó đã được rồi ha. Đây. Chị sẽ lấy trứng ra. Rồi chị sẽ cuộn xuống. Bây giờ thì cũng đã sắp hoàn thành rồi. Chị ơi, mình cho thêm một cái bông nữa cho nó xinh xinh đi chị. Đúng rồi. Rồi. Ăn hết cả cuộn như thế này thì chắc cũng hơi nhiều, nhưng mà Vinh nghĩ là như vậy sẽ ngon hơn đúng không chị? Sao em thấy sao? Giống như chị ý chia sẻ từ ban đầu là nó lạ miệng một chút. Cái đầu tiên là mình sẽ cảm nhận được mùi thơm của trứng nè, và cái vị béo béo của trứng, rồi thịt và cà chua cũng như là hành tây bên trong á. Hành tây thì có vị ngọt nha. Dạ, hành tây thì có vị ngọt và cà chua thì hơi chua chua một chút. Nó hòa quyện lại với nhau, đúng là làm cho mình cảm thấy rất là thích thú khi thưởng thức món ăn này. Cảm ơn chị ý rất là nhiều ngày hôm nay đã đến tham gia cùng với chương trình. Chị cảm ơn Tiếp Vinh đã mời chị đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Và tại vì cũng lần đầu tiên chị tham gia chương trình cho nên là cũng còn hơi bối rối. Mình có thể cảm nhận được điều đó, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng đã có một món ăn
khá là đẹp mắt và hấp dẫn như thế này rồi. Hy vọng là lần sau nếu có dịp mời chị Ý đến tham gia chương trình thì chị sẽ tiếp tục mang nhiều món ngon hơn và lần sau thì tự tin hơn lần này chị ha. Đúng rồi, chị cảm ơn chị một lần nữa. Và thưa tất cả quý vị khán giả, những gì mà chị Như Ý vừa chia sẻ với chương trình cũng là những điều mà chúng tôi rất mong muốn sẽ đón nhận từ tất cả quý vị khán giả yêu thích nấu ăn và sẵn sàng chia sẻ. Hãy cùng đến với chương trình Sức Sống Mekong quý vị nha.